Còn em mê trai được bao lâu rồi cưng? Em mê trai là luôn luôn anh ạ. Luôn luôn ừ. Con gái là luôn luôn mê trai. Hợp lý luôn, chịu không ăn trả lời này đó. Nhưng mà cho em chia sẻ một chút xíu lúc nãy á. Nhà anh nhắc tới cái mối tình cũ á. Anh đó rất nghèo mà người yêu của anh vẫn yêu anh với một ổ bánh mì vẫn hơi chia đôi. Em rất là đồng cảm và em cảm động vì đó. Là giống như mối tình của em từ ngày xưa. Ồ, vậy hả? Em nghe em rất là cảm động. Cái mối tình đó các bạn có chia đôi cái gì không và cái điều kiện ra sao? Ngày đó em quen bạn trai của em là bạn trai em còn sinh viên rất nhiều. Em quen bạn đó khoảng 5-6 năm gì đó. Tới cuối cùng thì anh ấy cảm thấy không lo được cho em nên anh ấy đã chủ động chia tay. Là lâu quá rồi nên là em cảm thấy anh Duy ngoài vẻ đẹp trai và thành đạt ra nữa thì anh sống một cách rất tình cảm và em cảm động vì cái điều đó. Anh cảm ơn em. Dạ. Và trong cuộc sống cũng vậy, nếu như chúng ta bước ra từ những khó khăn thì chúng ta sẽ trân quý những điều đó hơn để khi thành đạt mình luôn giữ vững được cái tinh thần của mình. Dạ. À, còn về chuyện tình cảm thì mình va vấp mấy lần rồi? Em vấp phải 2 lần. 2 lần? 2 lần em chính thức mà. Nhưng mà một lần đó em yêu rất là nhiều lần tại do chia tay rồi em quay lại. Ồ. Vậy vương vấn dây dứt là tới bây giờ chấm dứt hẳn chưa? Dạ chấm dứt hẳn rồi ạ. Chắc dạ, nha. Dạ hơn 1 năm rồi anh. Cho phép em nói là em cảm nhận được anh Duy ấy, nếu anh tìm một cô gái chắc chắn anh sẽ tìm một người quan trọng và tình cảm nhiều hơn là dễ bề ngoài. Dạ. Như vậy thì cái nội dung bên trong của em nè, em có được những sở trường giống như những cô gái kia là nấu ăn, là ngoan ngoãn hay là chăm sóc cho người yêu không? Em rất là thích chăm sóc cho người yêu. Mình phải là nuôi dưỡng tình yêu anh ạ. Còn em là em rất dở nấu ăn, em nói thật. Và em cũng không hiền. Em sẽ giữ với những người giữ hoặc là em phải bảo vệ một người nào đó, chứ em sẽ hiền và tử tế với những người tử tế với em. Cảm ơn em, có cá tính riêng đấy. Nào, cho tôi thấy được cái sở trường của bạn đi. Là một người mẫu ảnh thì bầu dáng cũng rất là hấp dẫn đây. Xin mời, âm nhạc. Được không? Wow. Rất đẹp. Wow. Cảm ơn Thanh Vân, tuyệt vời quá, cảm ơn em. Còn với Hữu Duy, bạn có ấn tượng ra sao hay là có câu hỏi nào muốn dành cho Thanh Vân không? Chào em theo nghề người mẫu ảnh được bao lâu rồi? Dạ em theo mẫu ảnh được 3 năm rồi anh ạ. Cho anh xin phép hỏi không, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. Em rất là nghiêm túc về tình yêu nên tới bây giờ em vẫn ế. Chị ế vậy thôi. Thương em quá. Em rất là khó tính trong tình yêu. Nếu một bạn trai rồi tìm hiểu em có thể đọc được suy nghĩ và em đọc được tính cách. Em có thể nhìn được cái nội tâm người đó đang suy nghĩ gì và yêu như thế nào và cái tính cách người đó. Dạ. Trời, em như một phù thủy luôn vậy cưng. Đúng rồi á anh. Dạ. Như vậy em hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Dạ, hãy bằng hết tất cả những chân thành của mình. Dạ. Tỏ tình với bạn Hữu Duy bằng một câu nói được không? Em không có những câu nói nào về tình yêu hết. Là gọi là ngọt ngào hay lãng mạn. Anh có thể chọn em á, thì em nghĩ là chúng ta còn là một cái duyên thì sẽ vun đắp cho cái tình cảm đó. Em không có giỏi ăn nói đâu. Nhưng mà chúng tôi cảm nhận được sự chân thành của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều, Thanh Vân.